và rất là háo hức mong chờ cái chặng đua của VinFast ở Hà Nội nhưng mà bán, do đó rất là hụt hẫng mặc dù mình đã mua vé để xem cho cả nhà rồi. Nhân tiện được nghỉ ở nhà hơn 2 tuần giãn cách thì mình nghĩ ra mình phải làm một cái gì đó để giết thời gian rỗi. Thế là mình lên ý tưởng làm mô hình chiếc xe công thức 1. Xe công thức 1 thì mình chưa bao giờ được nhìn thấy cả, chưa bao giờ được sờ hay được ngồi lên đó cả. Mình chỉ nhìn qua TV rồi lên mạng để tham khảo thôi. Và mình cũng cố gắng là làm một cái gần giống như thế. Không chuyên về cơ khí, chuyên về chế tạo máy, nhưng mà các cái công việc đơn giản như là hàn, rồi cắt, rồi là ghép lại với nhau hay là tạo một thân vỏ thì mình cũng làm được, vì các cái công đoạn đó không phức tạp. Để làm cái xe này thì rất mất thời gian và đòi hỏi chi tiết tỉ mỉ. Do đó thì mình có nảy ra ý định là làm rồi kêu gọi bán đấu giá để ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19 để làm từ thiện. Như ở phía trước là có cái dòng chữ là No More Covid-19. Mình cũng mong muốn là Việt Nam cũng như là toàn thế giới mau chóng hết bệnh dịch để không còn thêm người nhiễm và thế giới quay trở lại với cuộc sống bình thường. Đó là điều mình mong mỏi. Và cái thông điệp thứ hai mình muốn gửi gắm là qua cái dịch này để thấy rằng là Việt Nam mình là một cái nước rất là tươi đẹp và an toàn, như các bạn có thể thấy trên cái xe có cái dòng chữ là Việt Nam Nice and Safe.